Xin chào mọi người, trong tập trước, Lâm Động đã đụng độ Hoa Tông, thiếu chủ của Âm Khôi Tông, sau đó lại từ chối bán Thiên Lân Cổ Kích cho hắn. Sau khi quay về, Hoa Tông liền tới gặp phụ thân của mình, lão đang luyện chế một con phù khôi nhằm giúp con trai đi đại hoang cổ bì. Hoa Tông thử sức một phen, hắn nhanh chóng dùng tinh thần lực tấn công với những kết quả không khả quan chút nào, khôi lỗi nhanh chóng né tránh, sau đó lao lên công kích. Chỉ với một đòn đơn giản đã dễ dàng uy hiếp tới tính mạng hắn, cũng may là phụ thân kịp thời ngăn cản. Bộ phù khôi này đã dung hợp tinh thần lực của lão, có nó hộ thân, lão cũng yên tâm để hắn đi tới đại hoang cổ bì. Vừa lúc tên thuộc hạ tới báo cáo tin tức của Lâm Động, tiểu tử đó cả ngày núp trong nhà trọ cả ngày không chịu ra ngoài. Hắn đã hứa cho cậu một ngày thời gian cân nhắc, vậy thì cứ để Lâm Động cân nhắc đã. Về phần Lâm Động, cậu và Điêu Gia vẫn miệt mài nghiên cứu chiếc bồ đoàn đã mua ở đấu giá hội. Tuy nhiên, sanh cao buổi tối tìm hiểu, cả hai vẫn không thể nào tìm ra bí mật của nó cũng như có công hiệu gì. Tinh thần lực, nguyên lực cũng đã thử nhiều lần vậy nhưng bồ đoàn vẫn chưa có cảm ứng. Điêu Gia biết rõ là có bảo bối vậy nhưng lại không có cách mở. Trong khi đó, Lâm Động lại nghi ngờ, cậu cho rằng đây vốn không phải là linh bảo gì, mà rốt cuộc là bảo gì thì chẳng ai biết. Không có bảo dương, lại không có cách mở ra. Điêu Gia định dùng nguyên lực đánh mở, Lâm Động nhanh chóng ngăn lại, đánh hỏng đèn tiền là được. Không còn cách nào khác, Điêu Gia đành phải lượn đi chỗ khác để suy nghĩ. Lâm Động cũng tò mò, nếu không có phản ứng với nguyên lực thì phải phản ứng với tinh thần lực. Ngay sau khi lấy ra hai thứ đó, chiếc bồ đoàn liền có phản ứng. Mặt trên của nó hiện ra một cái đồ án. Không chờ đợi thêm, Lâm Động nhanh chóng sử dụng tinh thần lực và nguyên lực tập trung vào nó. Tuy rằng khiến nó phản ứng vậy nhưng rất nhanh, bồ đoàn liền bạo phát lực lượng đánh bay Lâm Động ra ngoài. Điêu Gia cảm ứng được nên lập tức xuất hiện. Hắn cũng không ngờ Lâm Động mò lung tung vậy mà có thể tìm ra cách giải, cho nên muốn cậu thử lại lần nữa. Chỉ cần rót đều nguyên lực và tinh thần lực vào trong đó để bọn nó tạo thế cân bằng. Đáng tiếc kết quả lần này vẫn không khả quan chút nào. Điêu Gia lần nữa yêu cầu Lâm Động tiếp tục thử. Trải qua nhiều lần thất bại, cậu cuối cùng cũng tìm ra cách khai mở bí mật của chiếc bồ đoàn. Tới đây thì Điêu Gia càng được đà chém gió, hắn cũng không ngờ bên trong lại là một thể loại trận pháp cực kỳ hiếm thấy. Có thể đem tinh thần lực và nguyên lực hợp lại làm một, gọi là nguyên tinh chi lực. Có chiêu bài này, Lâm Động lại có thêm một con át chủ bài khiến thực lực mạnh hơn một chút. Lâm Động nghe vậy định thử một phen vậy nhưng Điêu Gia nhanh chóng ngăn lại, chẳng lẽ cậu ta định đánh nổ nơi này? Không ngờ lại thêm, Lâm Động liền rời khỏi Đại Khôi Thành. Vừa mới đi ra ngoài chưa được bao lâu, tên Hoa Tông lại lần nữa xuất hiện chặn đường. Đi theo hắn còn có hai tên thuộc hạ thực lực cũng không tầm thường. Lần này hắn tới vẫn là muốn cậu tự dâng đầu lên. Đáng tiếc Lâm Động lại là người thích cứng rắn nên thẳng thắn từ chối. Nhận thấy tin tiểu tử này chẳng biết điều gì cả, hắn lập tức cho hai tên thuộc hạ lao lên tấn công. Hai bên đấm đá liên tục, Lâm Động lấy một địch hai vẫn chiếm được ưu thế thượng phong. Mặc dù việc cướp bóc trắng trợn là điều không tốt, vậy nhưng Đại Hoàng Quận vốn lại là nơi kẻ thích hợp mới có thể sinh tồn được, kẻ yếu sẽ không có quyền lên tiếng, cho nên Hoa Tông cũng chẳng lo sợ gì. Hắn nhanh chóng sử dụng tinh thần lực công kích, cộng thêm hai tên thủ hạ nữa, tình thế bây giờ là 3-1. Lâm Động không còn cách nào khác là phải ngồi lên lưng Tiểu Viêm rồi bỏ chạy. Chứng kiến cảnh tượng này, Hoa Tông liền tức giận truy đuổi. Sau đó cậu sử dụng kế sách ly gián, cậu cùng với Tiểu Viêm phân ra mỗi người chạy một đường, hai tên thuộc hạ đuổi theo Tiểu Viêm, Hoa Tông thì chạy về phía Lâm Động. Nhân lúc hắn không để ý, cậu định âm thầm sử dụng tinh thần lực đánh lén, đáng tiếc là kế hoạch không thành công. Hoa Tông sau khi biết cậu ta cũng là một vị phù sư thì cũng khá ngạc nhiên. Vậy nhưng dù có là như vậy thì hắn vẫn không sùn sợ, thậm chí còn tỏ ra đáng tiếc khi đối thủ lần này lại là hắn. Rất nhanh hai người cũng lao vào nhau luận bàn. Thoạt nhìn tinh thần lực của Lâm Động có vẻ yếu thế hơn, vậy nhưng cậu lại có nhục thể cường hãn. Hoa Tông buộc phải sử dụng ra phù khôi. Ngoài ra át chiêu bài của hắn cũng không phải chỉ riêng phù khôi mà còn có linh phù sư. Sử dụng cả hai chiêu bài, Lâm Động nhanh chóng rơi xuống hạ phòng, buộc phải lặng lách né tránh, sau đó tìm cơ hội phản kích. Tuy nhiên Hoa Tông lại có vũ kỹ có thể hấp thu tinh thần lực. Lâm Động lợi dụng điều này để tiếp cận, sau đó sử dụng Thiên Lân Cổ Kích đâm một nhát vào giữa ngực Hoa Tông. Đáng tiếc là trên người hắn lại có linh bản cao cấp là Huyền Hoàng Địa Giáp nên trường kích của Lâm Động không thể làm bị thương nổi. Kể cả khi cậu đã sử dụng tây vũ kỹ Thiên Lân Kích Pháp thì cũng không thể khiến hắn bị thương. Hắn chỉ cần đứng yên một chỗ xa đạn là cậu cũng đã thấm mẻ rồi. Không chịu bỏ cuộc, Lâm Động tiếp tục sử dụng ma viên biến rồi lao lên chém Hoa Tông như chém chuối. Kết quả lần này vẫn như cũ, không đả thương được đối thủ. Trong khi đó bên cạnh hắn còn có một con khôi lỗi thực lực không thua kém. Hoa Tông vì điều này nên rất tự tin, linh bảo và mạng nhỏ của cậu hôm nay hắn đều muốn hết. Nói rồi hắn liền ra lệnh cho khôi lỗi tấn công. Lâm Động thế vậy đành lấy ra bộ phù khôi của mình ngăn cản phù khôi của đối phương. Sau đó cậu quyết định sử dụng ra chiêu thức mới khám phá được là nguyên tinh chi lực. Cách này quả nhiên có hiệu quả, uy lực của chiêu thức quá mạnh, nó trực tiếp đánh tan linh giáp. Lúc này Hoa Tông đã không có mai rùa bảo vệ nữa, mà phù khôi của hắn cũng nhanh chóng bị phù khôi của Lâm Động đánh bại. Không muốn nhận thua, hắn đường đường là Hoa Tông hộ pháp, sao có thể nhận thua trước mặt một tiểu tử vắt mũi chưa sạch được. Cho nên, hắn lập tức sử dụng ra âm khôi đệ pháp định hấp thu toàn bộ tinh thần lực của Lâm Động.
Đáng tiếc là kết quả lại ngược lại, Lâm Động cũng là linh phù sư, cậu trực tiếp hút cạn tinh thần lực của hắn khiến hắn chết không kịp chăn chối. Làm xong chuyện, đầu óc Lâm Động liền choáng váng, hiển nhiên là do hai cỗ tinh thần lực trong cơ thể đang xung đột. Tinh thần lực của Hoa Tông vô cùng u ám, việc trước mắt cần phải làm là luyện hóa nó, nếu không sẽ để lại hậu họa. Không chờ đợi thêm, đám người Lâm Động liền rời đi. Rất nhanh sau đó, hai tên thuộc hạ cũng quay trở lại, nhìn thấy Hoa Tông đã về với đất mẹ, bọn hắn vô cùng hoảng hốt. Bọn họ lập tức mang người trở về, nhìn vào thi thể con trai, phụ thân hắn vô cùng tức giận, lão thề rằng sẽ báo thù, chắc chắn phải đem Lâm Động chém thành trăm mảnh. Và nội dung video tới đây là hết rồi, mọi người đón xem tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!